Xin chào, hôm nay anh sẽ giải thích code cho các bạn nha. Đây, ở đây cái khúc này chính là khúc thư viện nha, đúng không? Đó, khu viện GPIO này chúng ta cũng không xài, hiểu không? Bỏ đi nha. Cái thư viện này chính là thư viện là gì? Thư viện này chính là cái thư viện của thằng gì đây? OpenCV đúng chưa? CV2 này. Cái tham mà thực sự ở đây chúng ta cũng không xài, hiểu không? Là thực ra đây cái đây là cái này cũng không xài, đó ha. Cái này tham là mấy cái này cũng không xài, hiểu không? Đây cũng chả xài, hiểu không? Hiểu không? Mình mà cái đây là cái thư viện serial đây. Mà cái tham này tham chính là lấy thời gian đúng không? Cái này mình không xài chưa? Bỏ cùng giá sao chưa? Đó. Inbox Zero chính là cái thư viện, đó chính là cái thư viện hỗ trợ giao tiếp URT với điều khiển ha. Cái khúc này chính là khúc mà chúng ta sẽ làm gì? Cái khúc này khúc mà mình cái khúc này chính là cái khúc mà chúng ta sẽ là gì? À, sẽ quy định là tốc độ giao tiếp với bo admin bên dưới đúng không? Đó. Chứ video làm gì? Đang video làm gì? Trời ơi. Đấy không? Nó như cài là gì? Thì biết sao comment cái này nó cái bản thân nó comment nó khó nó thiết lập URT đúng không? Với Arduino ha. Hiểu chưa? Tốc độ là tính tốc độ bao đúng không? Hiểu chưa? Đó, đây là cú pháp quyết định thôi ha. Rồi. Đây là mình sẽ lấy được là đây là cú pháp để chúng ta lấy cái webcam của Raspberry nha. Đó. Lấy camera. Ra của Raspberry đúng chưa? Đó ha. Đây là mình thiết lập cái tốc độ gì đấy? Thiết lập FPS biết không? Ha. Đó, thiết lập FPS đây mình là đây là mình hiển thị coi là mình in cái in cái giá trị FPS để mình coi thôi đúng không? Hiểu không? Cái này in ra thôi, mà cái này đơn giản thôi đó. Đây là những cái biến mà đây là những cái biến đúng không? Đây là khai báo biến để sử dụng. Đó. Ok đúng không? Đây là khai báo biến mình để mình xài biến này ha. Để cho phép biến này đó, đó ha. Đây là vòng lặp ha. Đây là vòng lặp xử lý đúng chưa? Rồi ha. Chúng ta sau khi mà chúng ta đọc cái hình vào đúng không? Đọc cái hình từ cái camera vào đúng chưa? Đó. Thì mình đập cái hình vào đúng chưa, đập cái hình mà mình đập cái hình vào đúng không, mình chỉ thiết lập cái frame cho khung hình đó, hiểu chưa, thiết lập cái frame cho khung hình đó. Đó mình đây ở đây ha, đây thiết lập là đây thiết lập chiều dài đúng không, đó đây đây là mình chuyển đổi từ chuyển đổi về chiều in nha, lấy chiều dài đó, chiều dài đã quyết là chiều chiều cao chiều dài hay là chiều rộng này đó, mình lấy pixel trong này đó, mình dựa vào có nghĩa là chúng ta phân loại dựa vào cái giá trị chúng ta gọi là gì, mình sẽ ghép chúng ta sẽ lấy cái giá trị của pixel trong cái khung hình đó hiểu không, đó để ra được cái giá trị hơi value này, dựa vào cái trị hơi value này để mình lựa dần bằng nhận diện màu sắc anh đúng không, đó nhận diện màu sắc đúng không, giả sử như bây giờ mình nhìn ở đây anh có in giá trị màu đúng không, mình đưa cái một cái vật thể vào đúng giờ ví dụ anh luôn em xem này đó, bây giờ mà em tắt máy khói thôi. Gửi sao sao đúng không? Bây giờ giờ khi mà em đưa một cái màu khác chứ đúng không? Ví dụ em đưa một cái màu đen đúng không? Ví dụ đúng không? Em nhìn cái giá trị value thấy chưa? Thấy không? Đó em nhìn cái giá trị thang màu đen không? Vô trong khu vực của mình đúng không? Bây giờ thang màu đen là giá trị bao nhiêu? Đó thấy không? Mình dựa vào giá trị màu này không? Thấy chưa? Để chúng ta phân loại màu sắc mê mình đúng không? Đó, dựa vào giá trị màu để mình tôi biết là cái trong ngưỡng này là màu gì, ngưỡng này màu gì đúng chưa? Đó là phân loại dựa phân loại này dựa theo ngưỡng nha. Nhớ. Dựa vào ngưỡng gì đúng không, đó giả sử bây giờ đây ha, nếu như á, mà giả sử bây giờ mà sau khi mình đưa những màu vào đúng không, mình lấy màu á mình biết những cái màu màu mà ví dụ như là màu đỏ thì mình ngưỡng bao nhiêu đó, màu màu vàng thì ngưỡng bao nhiêu đó, màu trắng là ngưỡng bao nhiêu, màu trắng là không có, bỏ màu trắng đi, tại vì sao bỏ màu trắng đi nha, tại vì sao biết không, tại cái tại nhìn vào đây em thấy là cái màu trắng nó bị chói lên này, nó bị chói lên thấy không, hiểu không, bỏ màu trắng đi hiểu chưa, màu khác cũng được, muốn màu nào thêm mà thôi, trước khi thêm là em muốn thêm thì là từ em copy cái file copy mẫu ra rồi em sửa được đúng không? Lưu một file mới đi. Nếu em muốn thêm một mẫu thôi em phải thêm một cái dòng ghép nhé, tương tự. Đúng rồi. Nhưng trước khi sửa là copy cái này bỏ cái khác đi hiểu không? Có gì vùng hư quay lại. Hiểu không? Ừ. Ở Python không nó không có Python này nó phân biệt với nhau dựa vào trong cái vị trí thuộc tục và thuộc ra thuộc vào hiểu không? Nhưng mà để ý mình không ra là nó sẽ bị ha. Thật sự bây giờ có phải giả sử khi nếu như màu đỏ đi qua đúng không? Anh cho A đỏ bằng 2 đúng không? Cho gọi một cái biến cho gọi là cái biến cho phép đếm đúng không? Đúng chưa? Nếu như giá trị nếu như cái đó bằng 2 đúng không? Có nghĩa là có phải là gì? Có nghĩa là khi á
là cái màu đỏ, có màu đỏ là xuất hiện cái ngưỡng này đúng không, cái value có ngưỡng này đúng không, khi cái màu đỏ đi ra là nó trở về ngưỡng mặc định, là khi cái màu đỏ cái chỗ này, cái này chính là cái, khi mà cái màu đỏ đi ra đúng không, nó trở về cái ngưỡng mặc định đó. Cái ngưỡng có nghĩa là cái ngưỡng mặc định là cái ngưỡng gì, cái ngưỡng không có gì hết đúng không, hiểu không, nó đang có giá trị màu đỏ, đang có giá trị màu đỏ, ví dụ màu đỏ đúng không, ví dụ màu đỏ của mình là nó đang có giá trị từ bao nhiêu đây, khi mình đưa, ví dụ mình đưa, khi mình đưa màu vàng đúng không, đưa màu vàng vào là giá trị bao nhiêu, là từ bao nhiêu đúng không, từ 21 đúng không, ví dụ mình rút ra đúng không, rút ra là trở gì mấy, bạn xấu đó nghĩa là ở đã đi qua đúng không, khi nó đã có, khi có sự kiện đi qua rồi chúng ta mới lập tức là gì đây ha, lập tức mình tính đếm không, chứ nếu mà để trong kia nó để đếm liên tục đúng không, hiểu chưa, đi ra nghĩa là khi mà nó vào rồi nó ra thì mình mới tính không, Cái lúc cái giá trị 96 là cái gì ạ? chính xác Khi hiện tại với khi mà mình chưa là đưa một cái vô. cái là cái là cái giá, là cái giá trị của khu vực này này, khu vực bao đen này hiểu không, ô này hiểu không, cái điểm mặc định của ô này hiểu chưa, hiểu chưa đó, để cái giá trị mặc định của ô này, còn mấy cái ô này chính là gì đây, hôm nay chỉ còn cái khúc này chính là khúc mà anh ghi cái chữ đó. Khúc này chính là khúc mà anh xử lý đen in gì, in cái chữ lên ha, đây cái chỗ này chính là, chính là cái này chính là cái ô vuông này, khúc này chính là gì, hình chữ nhật à, và hình chữ nhật à, khu vực xử lý không đó, hiểu chưa, bỏ này đi, đây là mình in cái chữ, đây là, đây là khúc này để làm gì đó ha, khúc này là khúc để in cái khung hình khung chữ đó này, ví dụ giả sử bây giờ em thấy không, mình đưa cái này vô đúng không, có chữ màu vàng thấy không, thấy chưa, nhìn nhảy lên màn hình cho nhìn đó, thấy chưa đó, nó là như vậy ha, đó giả sử bây giờ đây, giả sử bây giờ đây là khúc này, khúc này có phải khúc này chính là anh in ra mấy cái viền này phông chữ đúng không, để hiển thị nó màu xanh màu đỏ màu vàng đúng không, có nghĩa là đó, những cái giá trị đến đầu của mình là kiểu in đúng không, đây là mình chuyển đổi gì đây, kiểu in là kiểu string đúng không, cộng chuỗi, cộng một cái chuỗi một cái số không cộng được, bắt buộc phải cùng hai cái chuỗi mới cộng được đúng không, thành một chuỗi lên một thành một chuỗi dài đúng không, đó khúc này mình gọi là gì đây, xử lý chuỗi đúng không, đây hiển thị không, kết quả đúng không, và đếm ok chưa, đó đây là mình in khung này, là in cái khung này thôi, tại vì giả sử chỗ này chính là in chữ gì đây, color màu đỏ màu xanh đúng không, hiểu chưa, in ra nè, in chữ đó, in chữ ra trên cái hình trên video hiểu chưa, đó hiểu không, đó đây là thoát thôi, ORG là vị trí không, ô nhớ là rồi, rồi là cái vị trí in đúng không, vị trí hiển thị chữ không, không 50 gì, 50 lần trước là 50 là gì đây, là bên trái đúng không, 50 là bên trái đúng không, hiểu chưa, 100 là 110 là gì, trên đầu hiểu không, hiểu chưa, trên đầu ô được rồi, hai là giá có ba màu đúng không, cái vị trí đầu tiên đó là hiểu không, phải tính xuống này, hiểu chưa, hiểu chưa, đó nó là như vậy, gì nữa không, còn ra cái đây chính là gì, đây là cái màu thôi, đây chính là gì, đây ghi không, đây chính là màu đỏ đúng không, hiểu không, màu xanh đó, hình dung được chưa, còn còn cái khúc này, cái khúc thiên nét này chính là gì biết không, chính là cái gọi là cái thiên nét chính là cái gì biết không, cái thiên nét chính là cái kích cỡ của chữ đó, hiểu không, hiểu không, cái thằng Ron Cell đó là cũng là dính dáng tới cái chữ mà là cái gì, ừ, để xem kích cỡ đâu, cái Ron Cell một à, đây hả, Ron Cell một là được coi, thử thử giả sử giờ cho hai thứ nha, biết liền cái gì hiểu không, con xem hai nó bự hơn hiểu chưa, hiểu không, bây giờ cho này về về hai thứ, về một thứ nó khác gì không nha, đúng rồi không, đó hiểu chưa, hiểu không, hiểu giờ mới được thử thử biết liền đấy đó, rồi có thắc mắc gì nữa không, có cái khúc ở trên này. Cái phần ORG4 anh không cần luôn anh, không cần mình có ba màu mà, từ rồi cái khúc này là khúc hiển thị chữ màu xanh màu vàng này đúng không, đó là gì, hiển thị màu sắc đó, khi thông báo khi có khi đi qua đúng không, hiểu không, nối với màn hình đấy màu vàng này nhớ không,
nó này cũng vừa này, nối lại cái dây đi, nối lại cái dây vào động cơ mà đi, đưa cái nắp chân màu đỏ lên. Sau khi đưa vào đúng không, rồi đó thì nó đỏ chữ đỏ, nó thấy màu đỏ chưa, thấy chưa đó, gì nữa không? Đây khúc này cũng là đây khúc này chính là gì đây, tôi gửi giữ liệu xuống vậy. Nó không qua gì đấy, hiểu chưa? Khúc này hay khúc này khúc quy liệu ngon không, hiểu chưa? Đó mà mình phải giải mẻ khúc này, là cú pháp giải mẻ, phải giải mẻ cái đường AB xuống, hết chưa? Hiểu không? Đây là cái ngưỡng này nè. Đâu? Đây. Đâu biết chưa đâu. Đâu? Đây. Đây vị trí thôi, mấy cái vị trí cái khung hình hiển thị đúng không? Mấy cái vị trí tọa độ x y trừ bao nhiêu đó đúng không? Giả sử bây giờ muốn biết là giá trị tọa độ 2.2 đúng không? Đúng không? Dù bình thường dài đúng chưa? Dài đúng không? Dài đúng không? Đó. Dài đúng chưa? 2.2 đúng không? Thì bây giờ mình chỉnh lại 720 thử. Mình nhìn biết liền đúng không? Đó. 720 là khác cái gì? Đó. Chỉnh qua lại nó khác. Cái này khúc này chính là khúc biết làm gì không? Khúc thông báo, cái này là khúc thông báo vị trí hiển thị thông báo thôi. Vị trí hiển thị thông báo thôi chưa? Khúc run thử nha. Bây giờ cái chữ nó chạy lên bài mẹ rồi, cấp điện cho đi mấy đừng tắt. Là lập cái chữ bây giờ nó bị lờ đang bên này, nhìn đi. Thế màu vô đi. Thanh lên cho thấy chưa? Nãy nằm dưới, hiểu chưa? Vị trí thôi, ý kia là vị trí thôi đúng không? Mã thông số là mã thông số vị trí thôi. Hiểu chưa? Đó, thôi nữa không? Mấy cái dấu trừ trừ này chính là mấy vị trí thôi đúng không? Còn cái này chính là mấy bây giờ em sửa bao nhiêu em sửa thì em thôi đúng không? Đây cái ô này chính là cái ô ở đây là chính là cái ô mà để ba cái ô này ở đây hiển thị thôi đúng không? Bớt test là in ra, test là chữ rồi đúng không? Bớt test là cái chữ thôi. Con số là thành 220 anh, 720. Mấy 220 nó còn cỡ cha nó sao? Không giống vị trí này, vị trí khác nhau, vị trí để làm được chẳng hướng gì không? Đừng là khối của mình thôi chứ không? Muốn gì tìm mình thôi. Đó. Để gì nữa? Đâu? Đâu? Đây. UTF8 có nghĩa là mình phải giải mẻ thì bản thân cái này cú pháp này là cú pháp phải gửi ra như đây là gọi là mình giải mẻ dữ liệu đúng không? Mình giải mẻ ra mình phải gửi xuống dưới kia nó mới nhận được. Nếu không có UTF8 thì bao nó không nhận, nó nhận một cái tử ngày ngày gì đó nó không nhất định, hiểu chưa? Tức là cái đó là chỉ cái mẹ Unicode thôi. Đối với cái tự gì bị mẹ Unicode đã gửi xuống cho anh hiểu thôi. Rồi. Rồi. Cái khâu xử lý ảnh là của cái phần lúc nãy anh giải thích dưới hay là của cái phần này? Khúc xử lý ảnh là đây đọc ảnh vào đúng không? Đọc ảnh vào đúng không? Đó, đọc chúng ta đọc đầu tiên đọc ảnh vào đúng chưa? Đó. Mình hiển thị ảnh lên đúng không? Đó. Chúng ta sẽ lấy kích thước của ảnh này. Đó bây giờ đã sửa giờ đúng không? Đó mình đọc được kích thước của ảnh đúng không? Mà đem kích thước của ảnh mình chia hai thôi chưa? Cái đổi ra đúng chưa? Đó. Và mình sẽ lấy pixel trong vùng này sao? Nhưng mà em thắc mắc gì sao cái này là chia hai mà không phải là số khác à? Hay sao bây giờ thử chia ba đi không? Thử vô gì mình thử không? Nói như chưa gì đúng không đây? Chia ba chứ thấy chia ba nó bị lệch không? Chia hai mới ra được khúc đúng cái ô này. Lệch sang bên, hiểu chưa? Đó, mình thử em cứ copy một bên rồi em thử biết liền không? Rồi mình hiểu rõ chưa? Có cái số này hiểu chưa? Con chia hai là bao đúng khúc đó. Hay là không? Thế thôi. Còn nữa là thể hiện như thế nào thôi. Chứ nó cũng khó chứ không dễ đâu, tại anh làm chuyên nghiệp rồi. Có nghĩa là vậy nha. Có nghĩa là vậy đúng không? Có phải là khi chúng ta đưa vật thể đúng không? Đưa vật thể vào đúng chưa? Đó, nếu như màu đỏ thì nên gửi màu đỏ thì cái này. Nếu cái vùng này nhận diện đúng không? Mà có màu đỏ đi qua đúng chưa? Đó bên này nhận diện được màu đỏ. Nó sẽ gửi nó tăng một miếng đếm lên, đúng chưa? Đếm màu đỏ lên. Nó sẽ nó gửi cái từ E xuống. Khi cái từ E xuống đúng không? Thì gặp trong biến này đúng không? Cái biến này gặp đúng không? Thì một giây sau nó kích này chạy. Để nó gạt qua. Màu đỏ tương tự vậy đúng không? Gửi cái từ B xuống. Màu xanh gửi cái từ B xuống. Gặp trong biến đúng không? Kích một cái. Một giây sau nó gạt qua. Nó chạy rớt xuống. Còn màu vàng nó thẳng. Mỗi một khác nó không nhận diện không?
đem về mà em phát triển thêm thôi. Giả sử cái relay này là định làm được kích cái động cơ mà thôi, về không bỏ luôn, bỏ ba không kích chứ không, để làm kích động cơ mà thôi để nó chạy liên tục không. Hồi lúc trước là mình sợ nó không nhận diện được, hiểu chưa? Chậm đó, lúc trước là mình sợ là nó nhanh quá nó không nhận diện được, hiểu không? Bây giờ nó nhận diện được là thôi, không tại con bi bốn nó mạnh, hiểu không? Chứ con bi ba nó, con bi ba nó không đủ cái khả năng lót đâu, thấy chưa? Mày hạ từ 12 V đầu cấp mà mình về 5 V cấp cho bi điều khiển cái này, thì cấp máy sạc bôi cấp cho mày, cho cái máy cho bi điều khiển mà sạc bôi, cái sạc bôi này nếu không cấp cùng rồi nó chạy không nổi đâu, hiểu chưa? Đó, nhìn không? Thôi về mua về dán bố trí thôi. Ok anh tắt nha, tắt video nha.